Dạ quý xin chào tất cả quý bà con cùng làm sầu riêng hoặc cà phê tiêu trên mọi miền Tổ quốc. Thì hiện nay quý sẽ chia sẻ 5 lý do khiến cho sầu riêng rụng hoa và rụng trái. Bởi vì bằng 8 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với cây sầu riêng, cộng với rất là nhiều các vị cố vấn, những người thầy đã cho quý những cái kinh nghiệm, thì quý xin chia sẻ với bà con. Thứ nhất là sầu riêng là sốc nhiệt, rụng hoa. Vậy thì chúng ta cần phải tưới đều và phòng nấm cho hoa thì để hoa đỡ phải rụng. Cái vấn đề thứ hai đó là sầu riêng sổ nhị thì sẽ rụng luôn que diêm khi hoa đang nở mà đọt của chúng ta còn non. Thì hiện nay như cái cây này của quý, quý phải xong cái cơ này, xong cơ này thì quý mới bắt đầu làm bông nhá. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là rụng sinh lý giai đoạn trái non, từ cái trái sầu riêng, từ như quả trứng cút cho lên đến như cái trứng vịt. Thì giai đoạn này thì quá trình rụng sinh lý thì bà con cứ an tâm. Khi cây không có đọt thì giai đoạn này trái vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà sẽ có những cái lứa trái rụng sinh lý từ như quả trứng cút cũng sẽ rụng một lần. Nó có thể rụng đến khoảng 2-3 lần gì đó, đến khi trái nó to hơn quả trứng vịt. Và vấn đề thứ tư, đặc biệt như khu vực thời tiết của khu vực Cư Mờ Nga, đó là vấn đề sốc nhiệt giai đoạn giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa. Vậy thì giai đoạn này chúng ta cần phải điều tiết cái độ ẩm của vườn bằng cách có thể phun nước lên hoặc chúng ta tưới bét. Tưới bét nếu mà có điều kiện thì chúng ta gắn những cái loại bét cao và tưới phủ đầu cây sầu riêng luôn. Thì nó sẽ làm mát cho cái vườn của chúng ta, thì nó cũng sẽ giảm được cái việc sốc nhiệt. Khi mà sốc nhiệt như vậy thì trái nó cũng sẽ rụng. Đấy. Thì vấn đề thứ năm đó là do mưa nhiều, mưa quá nhiều và rụng do nấm trái khi giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Vậy thì nó có 5 cái giai đoạn chính là sầu riêng sẽ hay bị rụng trái như vậy. Chính vì vậy là bà con phải hết sức lưu ý. Và vấn đề từ khi mà trái nhỏ xíu cho đến lúc mà sầu riêng 1,5 kg trở lên, gọi là trên 65 ngày, thì giai đoạn này tuyệt đối bà con không được để cho sầu riêng đi đọt. Bởi vì sầu riêng mà đi đọt trong giai đoạn này thì tất nhiên là sẽ có người khóc người cười. Bởi vì sẽ có người làm được và người không làm được, thì sẽ rất buồn cho bà con của chúng ta. Vậy thì đặc biệt đối với cây sầu riêng Dona nhé mọi người, thì quý nghĩ rằng những cái kinh nghiệm này của mình thì quý cũng mong muốn chia sẻ với rất là nhiều bà con. Bởi vì là sầu riêng thì có người đã trồng lâu năm, có người mới trồng. Thì đặc biệt những người mới trồng thì bà con sẽ rất là lúng túng. Thì bằng cái sự chia sẻ một cái phần hiểu biết của mình, thì chúc cho bà con có một cái vụ mùa bội thu. Ngoài làm việc với ghép cây giống, cà phê giống với giống HQ1 chủ lực, thì quý vẫn làm việc và trực tiếp với cây sầu riêng. Đây là những cái chia sẻ rất là chân tình, bằng cái tình cảm, bằng cái thương yêu đối với bà con. Chúc bà con của chúng ta có một cái vụ mùa bội thu. Xin chân thành cảm ơn.